Bà con, hay ông anh đi câu cá trôi cá chép. Tôi làm một ổ nhỏ thôi, đây một bát thịt nền thôi, không còn nhiều. Tại đây ông anh ông làm dàn ông anh làm khá nhiều đồ rồi. Ôi, anh bỏ làm chuối thế. Ui, sẽ 4 quả chuối cơ. Nếu để lắm chuối này. Thằng Hải nó không về đâu. À, sư huynh quay hộ em à? Hải không nghe à? Tí nó lên đây nó lấy đồ. Đừng quay mặt em được. Anh mua gì mua lắm quay này. Quay lừa anh mua trên đây à? Ờ. Quay lại. Ủa, con này tí mang đây mấy anh em ăn. Thế thì tôi bỏ lại. Em bóp đây cổ. Bỏ lại để ăn còn lấy khoai luộc. Luộc đâu? Khoai luộc của em đâu? Luộc em trộn hết rồi. À thì trộn hết rồi thôi. Em bỏ không cần khoai đâu. À em trộn một ổ lăng xê rồi à? Vâng. Thế bây giờ anh mang hết đồ xuống xong tí bảo thằng Hải xuống thẳng đấy luôn. Thế anh được. Mang nhớ mang chuối lên đây để cho bóp vào cả được cái gì được nhé. Chuối của nhà đang nhiều mà bỏ rửa hai quả kia đi bỏ ăn được. Ừ. Nhiều chuối nhiều quá rồi. Nó cám rang sạch mà Tuấn. Rang ở nhà anh chưa đến 5 phút. Cái chảo nhà anh nó là chảo chảo xa chảo rang nó to mà. Có phết đấy, loại quay chủ nó to phết đấy. Xuống lém anh ủm một cái bộ to. Ít xốp rồi, chả cần nhiều. Ném câu gần nhớ ổ. Ăn hết cả. Lấy gì? Ăn hết cả đúng không? Cơm mấy nhuyễn đâu có nó bóp vào cái cơm mấy nhuyễn đâu sốt hạt sốt coi ra gì phết rồi đấy. Nắm luôn cho anh để xuống ném đỡ đập. Thôi một mẹ ham một tí cho nắm thế một hai lạ kính trạng. Bằng ổ đi đánh hồ nhà Văn Dũng. Bò quá, một quả nhiều đồ. Luôn cục cho anh xuống anh ném nhé.
chắc mấy hôm nữa phải tiêm. Kiếm tiêm, đã kiếm chỗ nào tiêm. Của em phải tiêm. Tiêm không khỏi được đâu. Nếu mà nó đã đến tê rồi là phải tiêm rồi. Thường nó đau thôi thì còn cố tập luyện được. Đau là nó chỉ là ở xương, tê là nó vào thần kinh này. Mày học cùng này câu đến đêm nhỉ? Nhiều dấu phi đấy bất chừng. Ui. Em tí vào đây em đập chắc tí nữa. Ý con dở đời lại mò vào đây sao? Cả con kia. Kiểu mát lệnh lắm rồi đúng không? Xô nó mà đập vào cũng không còn. Còn cục bằng cái bát ô tô. Rồi em ạ, thôi cứ để đấy. Rồi ok, nó không bị bung đâu anh ạ. Xuống ném phát là ngon. Anh xách luôn cái kia xuống bọn nó ăn. Ai ăn? Ôi xuống đẩy. Ai nhưng mà ai ăn nhưng mà quan trọng. Hải tí chiều bọn trẻ con Hải xuống mà mình rượu là nó gặp. Đây là giả có tâm mà ăn. Tắt video. Ok.